Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với EPL mùa xuân 2021. Và ngày thi đấu hôm nay sẽ là một ngày thi đấu cũng sẽ vô cùng hấp dẫn, cũng giống như ngày thi đấu trước. Cuộc đụng độ đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là một cuộc đụng độ mà có lẽ như các fan của Phoenix Phoenix đang rất mong đợi cơ hội để cho họ có thể tiếp tục kiếm điểm cùng đội Rockwire đối đầu với Phoenix Phoenix. Trước khi đó, lúc 18 giờ sẽ diễn ra cặp trận giữa LGD và Edward Gaming. Đây cũng là một cặp trận khá đáng chú ý ở tại tuần thi đấu này. Còn quay trở lại với cặp trận đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay sẽ là một cuộc đụng độ giữa Rogue Warrior, đội tuyển đã có được một chiến thắng trước Toei Sports ở tại tuần thi đấu trước, và hiện tại thì tỷ số của họ trên bảng xếp hạng đang là 1 thắng và 2 thua. Trước khi đó, FunPlus Phoenix họ khởi đầu mùa giải khá là thuận lợi bằng một chiến thắng trước OMG, nhưng cũng đã gặp những cái thất bại đầu tiên của mình ở tại giải LPL mùa xuân 2021 này trước EDG. Hứa hẹn một mùa giải sẽ vô cùng căng thẳng và khốc liệt. Đây là ngày thi đấu hôm qua với chiến thắng 2-1 của Istar trước OMG, cũng như chiến thắng 2-1 của V5 trước các thành viên bên phía của Bilibili. Victory 5 ngày thi đấu hôm qua đã có một màn trình diễn khá xuất sắc, đặc biệt đó chính là cái sức trẻ cũng như là cái sự kết hợp của nhau và cái việc kinh nghiệm và sức trẻ của nhau đã khá tốt dẫn Victory 5. Đáng tiếc là ở trong cái đó chính là Victory 5 họ đã giành chiến thắng khá nhiều ở trong cái tuần thi đấu này, cho nên cơ hội để họ có thể tiếp tục vươn lên những cái vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng là sẽ vô cùng tuyệt vời. Còn trong khi đó, chúng ta nhìn vào bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, có rất nhiều đội ở thời điểm này đang nhận ra khá nhiều thất bại, đặc biệt là các thành viên của OMG. OMG đã nhận hết cả 3 trận đấu đều thua hết. Còn trong khi đó là Thunder Talk Gaming, một trong những đội cũng mới du nhập vào trong VCS, EPL xin lỗi các bạn. Nhưng mà nên nhớ họ là một đội đã từng có kinh nghiệm, tức nghĩa là họ cũng đã từng là một đội Bilibili Gaming. Nhưng cuối cùng thì Dominus, nhưng cuối cùng thì họ vẫn giữ nguyên cái phong độ của họ, đó chính là thi đấu khá tài ở mùa giải này và tiếp tục ở gọi là áp chót của bạn xếp hạng. Trước khi đó ở nhóm trên chúng ta đang có những team như là Team Dutlui, Leaning, sau đó thì là Royal Nephew Up cũng như là Edward Gaming. Thì một mùa giải chúng ta thấy rằng có những sự di chuyển đến từ các cái player bên phía của LCK sang bên phía LPL, và nó đang tác động cực kỳ mạnh đến với cái bảng xếp hạng hiện tại ở giai đoạn đầu mùa giải của LPL mùa này, khi mà Edward Gaming, Leaning họ đã có những sự bổ sung nhân sự rất đáng chất lượng, rất đáng chú ý, như kiểu là Tặc Răng, như kiểu là Viper, và hiện tại đang bay rất cao trên bảng xếp hạng. Cùng với đó là một phong độ thi đấu cũng khá là bất ngờ đối với WE thường ở tại các mùa trước thì họ thường có một cái thứ hạng tầm nhóm giữa, nhưng đến với mùa này thì họ đang khởi đầu một cách cực kỳ thuận lợi với 3 chiến thắng liên tục và đứng đầu trên bảng xếp hạng sau 2 tuần thi đấu. Đang là một cái thành tích mà chắc chắn rằng top esports Suning hay là những cái tên lớn khác như kiểu Royal Nephew Up hay là Invictus Gaming muốn có được cái vị thế của mình giống như mùa trước, họ sẽ phải có một giai đoạn mùa giải này nó sẽ khá là chật vật. Đúng là như vậy. Khi chúng ta nhìn vào top esports ở thời điểm hiện tại, họ đang không thể nào thể hiện được một cái sức mạnh vô cùng khủng khiếp như là trong mùa giải trước mà họ đã có thể làm được với một đội hình mà có một sự thay đổi khá khá về cái mặt ở khu vực đường giữa. Thì đang khiến xin lỗi các bạn là ở khu vực đường dưới, nó khiến cho bên phía của Top Sport ở thời điểm hiện tại đang có một tí xíu chật vật ở trên bảng xếp hạng. Bằng chứng rất rõ, họ thua rất nhiều trước những đội mà được đánh giá thấp hơn họ rất là nhiều. Còn trong khi đó thì Vitesse Gaming với cái việc là rừng ở thời điểm này vẫn còn đây là một bạn khá là non trẻ, nó khiến cho Vitesse Gaming chưa thể nào có đủ lực để có thể đứng ở trên top cao bảng xếp hạng. Còn đây, đây chính là highlight của ngày thi đấu giữa Phoenix Phoenix đối đầu với Edward Gaming. Thì đây là trận đấu có lẽ như là không chỉ riêng, tức là nó không chỉ có ấn tượng riêng về Edubis, mà là còn các thành viên còn lại là bị Noguri ở khu vực đường trên. Mặc dù đúng cái màn trình diễn của ông ta nó chưa đủ và là thuyết phục lắm như cái thời ở Dem Won, nhưng chung quy lại thì với cái bộ khung này thì Phoenix Phoenix họ sẽ có một tham vọng lớn hơn so với lại những mùa giải trước. FunPlus Phoenix tôi tin rằng đội hình của họ vẫn có thể phát triển thêm và mạnh lên trong thời gian sắp tới nếu như cái mảnh ghép Noguri được kết hợp nó nhuần nhuyễn hơn. Theo thời gian tôi tin rằng cái việc mà Noguri bắt kịp lại cùng với nhiều đội thi đấu của những đồng đội ở tại FunPlus Phoenix có lẽ sẽ không phải là điều quá khó với một cái siêu sao đường trên vô địch thế giới, có thể coi là đường trên số 1 thế giới ở tại thời điểm hiện tại luôn, bởi vì anh ta cũng vừa có được cái chức vô địch thế giới 2020.
Và để xem ngày thi đấu hôm nay khi thi đấu cùng với Rogue Warrior thì màn trình diễn của FunPlus Phoenix liệu rằng có đủ để khiến cho fan hâm mộ của FunPlus Phoenix có được một cái tâm thế là an tâm với cái đội hình hiện tại của họ hay không. Bởi vì Rogue Warrior, đội hình của họ ngày hôm nay sẽ có đôi chút sự thay đổi ở tại bộ đôi đường dưới của họ khi tôi nhận được thông tin là Kalin và Triple sẽ không xuất hiện, mà thay vào đó sẽ là một bộ đôi đường dưới hoàn toàn mới với những cái tên quen thuộc, chẳng hạn như là Rehill hỗ trợ cũ của IG sẽ thi đấu cho bên phía Rogue Warrior ngày thi đấu hôm nay, cũng như là xạ thủ mới của họ sẽ không còn là Kelly nữa mà thay vào đó là anh chàng Michi. Vẫn còn khá là nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự cánh phía của Rogue Warrior. Họ đang bắt đầu cảm nhận như là ở khu vực đường dưới chưa đủ lực, chưa đủ để có thể gồng gánh những thành viên còn lại. Giết ở khu vực đường trên, thật ra mà nói thì anh chàng này cũng đã có kinh nghiệm thi đấu khá lâu năm. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đó chính là lâu năm nhưng không có một sự tiến bộ gì nó quá vượt trội hơn so với lại những người ở cục đang lướt. Nó khiến cho Zip ở thời điểm hiện tại vẫn chỉ được xem một trong những người chơi đường trên thì là tầm trung mà thôi. Anh ta không hề có một sự nổi bật, anh ta không hề có một sự bùng nổ đủ để có thể khiến cho các thành viên, đặc biệt là các fan của Rogue Warrior có thể có một sự yên tâm mà theo dõi các trận đấu sắp tới của Rogue Warrior. Và với các bạn xếp hạng ở thời điểm hiện tại đó, có lẽ như FunPlus Phoenix họ sẽ tự tin hơn khá nhiều so với các thành viên của Rogue Warrior, không chỉ mặt nhân sự mà còn là mặt kinh nghiệm thi đấu cũng như là mặt thành tích. Cả hai đội khi mà đụng độ với nhau thì FunPlus Phoenix đang có một sự tự tin nhất định cao hơn rất nhiều so với lại các thành viên của Rogue Warrior. Tuần này sẽ là tuần thi đấu mà FunPlus Phoenix có một cuộc đụng độ khá là quan trọng ở cuối tuần trước Suning nữa. Nó cũng sẽ là một cặp trận khá đáng chú ý giữa hai đội tuyển lớn hiện tại của LPL khi mà cả hai đều đang khởi đầu mùa giải bằng một cái thành tích chung, đó là một thắng và một thua. Phần còn lại của LPL vẫn còn rất là dài và vẫn còn cơ hội để có thể phát triển thêm cũng như là trau dồi thêm cho những cái thành viên mới, chẳng hạn như Suning thì chúng ta có RWO hay chẳng On Support, rồi bên phía của FunPlus Phoenix thì đó là Nuguri nữa. Tôi tin là vấn đề về mặt giao tiếp của Nuguri nó cũng sẽ được cải thiện theo thời gian mà thôi. Ở trận đấu trước, trận thua của FunPlus Phoenix trước EDG thì cũng có một vài những cái lỗi cá nhân của anh chàng Nuguri. Tôi nghĩ rằng cũng xuất phát một phần đến từ cái khả năng giao tiếp và khả năng gọi là tương tác ở trong trận đấu lẫn nhau giữa các đội tuyển, giữa các thành viên của đội tuyển FunPlus Phoenix. Nhưng tôi tin rằng cái cầu nối chung là Donby, một người Hàn hiện tại đã là nội binh của LPL, và cái ngôn ngữ của anh ta bây giờ nó cũng đang được cải thiện rất là nhiều so với những tân binh mới của khu vực LPL như là Nuguri. Thì việc mà một người trong đội tuyển của bạn có được cả khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung lẫn cả tiếng Hàn thì tôi tin rằng nó sẽ giúp cho Nuguri cải thiện được cái khả năng giao tiếp với đồng đội khá là tốt trong khoảng thời gian sắp tới. Đúng là như vậy, và chưa kể đến là thật ra Donby là một người rất là thân thiện nữa, thì cái việc thân thiện nó sẽ rất là dễ để bạn có thể kết nối của những người mới và những người cũ lại với nhau. Và chúng ta sẽ xem đây chính là một, tức là những đội hình được chọn trong khoảng gian gần đây với những cái meta được chia rất là rõ rệt luôn. Những vị tướng đứng trên hiện tại các bạn đang thấy thì nó sẽ là Ragas, sẽ là Camille, sẽ là Zayce, những vị tướng có khả năng đi đường khá là mạnh ở tại thời điểm hiện tại. Ngoài ra thì chúng ta vẫn còn những con bài kiểu như Renton chẳng hạn. Ở trong khu vực rừng thì chúng ta đang có nổi lên sự xuất hiện trở lại đến từ Olaf truy hấp huyết, và Gray vẫn đang là một trong số những jungle cực kỳ đáng chú ý. Nếu xét về AP jungle thì lúc này chúng ta chắc là chỉ còn Nidalee và Lilia là hai vị tướng được coi là khả dĩ nhất ở trong khu vực rừng. Còn xạ thủ, vị xạ thủ hot nhất ở hầu hết tất cả các giải đấu luôn, Kai'Sa. Đúng là như vậy, Kai'Sa ở thời điểm này đang là một trong những vị tướng xạ thủ được phải nói là được yêu thích nhất. Bởi vì cái lượng trang bị, thật ra mà nói thì ngoại trừ cái nọ tự thủ ra thì hai món trang bị còn lại đó là hai món trang bị OB nhất của một xạ thủ. Kai'Sa đều rất phù hợp với cả hai món trang bị đó. Cái móc diệt thị quái nó sẽ có thể lên ngay thời điểm mà Kai'Sa cảm nhận như là mình sẽ không bị đối phương để ý ta quá nhiều. Và món trang bị thứ hai là cung phong linh, và đặc biệt là cả hai món trang bị này Kai'Sa được sử dụng một cách thuần thục, một cách nhuần nhuyễn mà không hề lo ngại quá nhiều về cái sự gọi là kỳ kỵ đến từ cả hai món trang bị này. Đó là một điểm rất mạnh đến từ Kai'Sa. Còn trong cái đó thì Aphelios ở thời điểm hiện tại móc diệt thị quái đang là sự lựa chọn hàng đầu. Chưa kể đến là cái món trang, cái việc mà bạn có được cái lượng chi mạng ở trong ngoài nhà số, cái thời điểm này nó có được 3 món đồ đã không cần phải nó tới với cái khả năng lỗi đến từ vị tướng này rồi. Chưa kể đến việc có được những món trang bị mới, có được cái móc diệt thị quái, nó khiến cho Aphelios một phần nào đó không còn phải phụ thuộc quá nhiều vào cái súng hỏa ngục nữa. Và đôi khi anh chàng này có thể sử dụng cả pháo trọng trường, có thể cả súng huyết tinh. Bây giờ nếu có một cái combo nó tốt hơn đó là cái súng huyết tinh kết hợp với cái thăng hoa luôn nữa, nó hỗ trợ rất nhiều những chuyện kỳ quái và nó giúp cho một Aphelios rất khỏe trong pha giao tranh. Hỗ trợ hiện tại hàng đầu vẫn đang là con bài set support có thể đi cùng với bất kỳ một xạ thủ nào trong meta hiện tại, như kiểu là Kai'Sa, như kiểu là Aphelios đều có khả năng kết hợp cùng với set khá là tốt cùng đường dưới để mang lại một bộ đôi đi đường vừa mạnh. Và bước vào trong tổng thì rõ ràng Seth vẫn là một trong số những support có khả năng tạo đột biến rất cao bằng cú chiêu cuối cũng như là những tình huống hiệu không chế trên diện rộng. Và khả năng chống chịu đến từ vị tướng này cũng đang khá là tuyệt vời so với những hỗ trợ hiện tại khác như là Thresh, như là Leona hay là Alistar nữa. Alistar cũng đang là một trong số những hỗ trợ đang có dấu hiệu trở lại đấu trường công lý của chúng ta rất là mạnh
trong khoảng thời gian sắp tới tôi tin rằng những vị tướng này vẫn sẽ còn rất là hot, bởi vì những phiên bản sau chúng ta không có nhiều những sự thay đổi về mặt sức mạnh của những vị tướng này. Chúng ta thấy là thay đổi đường đơn là nhiều nhất, tức là những vị tướng theo dạng đường đơn, ví dụ như Akali, Aatrox hay là Camille là những vị tướng được chọn để nớp nhiều nhất hơn là so với lại những vị tướng xạ thủ. Cho nên ở những phiên bản sau vẫn sẽ là khu vực đường giữa sẽ được quan tâm khá nhiều. Như bên trái các bạn thấy đó là Zip, một người thi đấu khá lâu năm, và kế bên là Cắt Đầu Môi. Còn các thành viên còn lại là chắc là các bạn cũng biết lại rồi, đây là bộ khung của Rogue Warrior. Và sự thay đổi chúng ta cũng thấy rất là rõ rệt ở bộ đôi xạ thủ hỗ trợ khu vực đường dưới. Còn trong khi đó thì bên phía của Fnatic Forex tôi nghĩ vẫn sẽ giữ nguyên thôi. Thường ở những đội ở top trên họ sẽ cố gắng giữ nguyên cái bộ khung đó lâu nhất có thể, để ít nhất là một phần nào đó bạn có được cái sức mạnh về mặt tập thể, tức là cả 5 thành viên đều thi đấu như cùng một người. Nó sẽ hỗ trợ rất nhiều ở trong giai đoạn sau, đặc biệt là sự kết hợp với nhau càng tốt thì đội đó là một đội mà có thể có được sở hữu được một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn. Một đội hình khá là quen thuộc, và tôi nghĩ rằng đội hình này sẽ đi cùng với Fnatic Phoenix hết mùa giải lần này luôn. Bộ khung với Nuguri, Sean, Donby, Arabis và Chris. Chắc chắn đây sẽ là một thế lực ở tại LPL mùa này. Một ngày thi đấu mà tôi nghĩ rằng Rogue Warrior không phải là một đội tuyển quá khó khăn để có thể bước qua, nhưng trước mắt vẫn là một Rogue Warrior vẫn đang tìm kiếm một đội hình phù hợp nhất. Những trận đấu đầu tiên thì Rogue Warrior sử dụng Kelly, nhưng những trận đấu sau thì họ bắt đầu sử dụng anh chàng Missy rồi. Thì Missy trong vai trò xạ thủ của Rogue Warrior, để xem ngày hôm nay anh ta có thể hiện được tốt trước. Hiện tại là Aerobics đang có phong độ trở lại cực kỳ tốt nha. Chúng ta đánh giá ở 2019 anh ta là một trong số những xạ thủ có phong độ tốt nhất tại LPL và là xạ thủ xuất sắc nhất LPL luôn. Anh ta từng đánh bại Uzi ở tại LPL để lên ngôi vô địch LPL và đến với chung kết thế giới, thậm chí là vô địch chung kết thế giới luôn. Nhưng 2020 không phải là một năm quá đáng chú ý của Aerobics, khi mà trình diễn của anh ta ở năm 2020 không được như kỳ vọng. Nhưng đến với 2021 này thì màn trình diễn đến từ Aerobics ở những trận đấu vừa qua đang là khá ấn tượng. Đúng là như vậy. Với cái pha xử lý có thể gọi là một tí xíu lỗi của cái súng hải tặc, đó là một trong những cái pha highlight mà tôi đáng chú ý nhất ở trong vài tuần gần đây khi mà giải đấu EPL vừa mới trở lại. Còn trong khi đó thì thật ra mà nói, meta cũng là một thứ giúp cho các xạ thủ cũng dần dần quay trở lại. Cái đáng tiếc thay đó chính là Betty, là ở trong những mùa giải trước Betty lại là người được thi đấu chính, nhưng mà anh ta lại không thi đấu vào cái thời điểm mà xạ thủ là một trong những người được hỗ trợ gần như là 100%. Còn ở meta thời điểm hiện tại tôi cảm nhận như là được hỗ trợ gần như là 100% luôn. Nhưng lại là cái thời điểm mà Betty không có được một phong độ tốt nhất, và đặc biệt là anh chàng này cũng không được vào đánh chính luôn. Nói rõ ràng là Rogue Warrior đã quyết định là thay một xạ thủ khác, nhưng không phải là một Betty, là chúng ta thấy đủ hiểu là ở thời điểm này Betty đang thiệt thòi như thế nào. Nhưng mà đó là quy luật của LPL, tức là bạn đã thi đấu không tốt thì đồng nghĩa là bạn sẽ bị thải loại mà thôi. Còn đối với Rogue Warrior, hai người chơi đường trên mới, nhưng có lẽ những cái sự nổi bật thì Nuri vẫn là người chịu áp lực nhiều hơn rất nhiều so với Zip. Tại vì Zip thì khoảng thời gian thi đấu trước của anh ta thì không có một cái thành tích gì thuộc dạng gọi là quá đáng chú ý cả. Còn trong Nuguri, nên nhớ anh ta là một nhà vô địch thế giới, cho nên chắc chắn rồi, những mọi con mắt ở ngày thi đấu này sẽ đều đổ dồn vào Nuguri. Cấm trận bắt đầu khi mà Rogue Warrior đưa ra ba lần cấm rất nhanh, đó là Kumi, Olaf và Titterface. Trong khi đó bên phía bên này, Fnatic Phoenix quyết định tước đi Na, Nidalee và Pantheon, hai rừng và một đường trên. Ngay lập tức Rogue Warrior có cho Zip một con bài cực kỳ an toàn khu vực đường trên, có quyền xuất pick trước, đó chính là Raiden. Như vậy là đã có rỉa tâm khu vực trên để một phần nào đó hạn chế đi cái sức mạnh kỹ năng cá nhân đến từ Nuguri ở khu vực đường trên, hạn chế đi một phần nào đó khả năng đẩy đường quá khỏe của chàng. Nhưng đến nhớ vẫn còn một số vị tướng thì vẫn có thể mang lên khu vực đường trên một cách vô cùng khỏe khoắn và vẫn có thể đi được một rỉa tâm, có thể là không thắng, nhưng quan trọng là bạn vẫn sẽ có được sự hiệu quả nhất định trong pha giao tranh lớn. Còn Fnatic Phoenix, để xem là họ đã có được một cái sao, có được một con Talia rồi. Những vị tướng đang vô cùng hot ở thời điểm hiện tại. Rogue Warrior đáp trả ngay lập tức bằng một con tướng đi rừng cũng là sáng cực phép, và đó là Olivia. Họ có thêm cả Alista trong tay của chàng Rehill nữa. Quay trở lại với Fnatic Phoenix, họ đã có được xạ thủ mạnh nhất trong meta này, đó chính là Kai'Sa. Họ đang cân nhắc việc lựa chọn hỗ trợ và quyết định đưa ra đến từ Chris là Leona, tướng tủ của anh ta, chứ không phải là những mẫu sự hỗ trợ khác như kiểu là Sen hay là Thresh. Bây giờ họ sẽ có quyền nhắm vào xạ thủ của Rogue Warrior để cấm. Thì chúng ta vẫn còn Aphelios, chúng ta cấm Samira. Cũng có thể là như vậy, cấm cả Samira nữa. Đó đều là những xạ thủ khá là hot ở trong meta hiện tại. Và bên phía của Rogue Warrior sẽ gặp một chút khó khăn nếu như bị cấm đi hai xạ thủ đó. Tôi không biết là Mishi sẽ sử dụng vị tướng nào ở tại khu vực đường dưới nữa. Trước hết vẫn sẽ là cấm của Samira, tại vì đây là một bộ đôi cực kỳ khủng khiếp. Khu vực đường dưới là một bộ đôi có thể hỗ trợ lẫn nhau, cũng như là khả năng đẩy đến từ bộ đôi này nó vô cùng mạnh mẽ với kỹ năng quy ở tầm ngắn đến từ con bài Samira này. Cho nên quyết định cấm Samira là quyết định cực kỳ hợp lý từ các thành viên Fnatic Phoenix. Bây giờ chúng ta nhìn vào cái mặt bằng chung, hiện tại xạ thủ còn đang khá nhiều, bởi vì trước đó chỉ cấm đúng một con Samira mà thôi. Chúng ta vẫn còn một Jin, một con Miss Fortune.
Nhưng bây giờ nếu như mà cắm thêm cả con Jin nữa thì bên phía của Rock Warriors sẽ rất khó để có thể cầm được con Viper mà thắng được của một con Kai'Sa. Bởi vì đơn giản khả năng đánh nhau một một với cái lệnh con Kai'Sa nó vẫn tự tin hơn khá nhiều so với lại con Viper, cho nên quyết định rất hợp lý luôn. Tức là bạn cầm đi một con khả năng đánh cá nhân khá tốt, đó là một Tristan AFK được dùng đánh thương trên một thành viên cực kỳ khủng khiếp với khả năng là sử dụng kỹ năng E lao lên hay là kỹ năng Q để giúp cho gia tăng tốc độ bắn nữa. Rất nhiều thứ có thể dồn một người, cho nên việc cầm đi con Tristan là rất hợp lý. Và bây giờ để xem quyết định của Rock Warriors sẽ là lấy vị tướng xạ thủ nào. Còn trong khi đó trước thì cần phải cắm cái đạn và cắm cái con dây trước. Dây là lực cấm đưa ra đến từ Rogue Warrior nhắm vào khu vực đường trên của Phantom Phoenix, và lực cấm tiếp theo tiếp tục nhắm lên khu vực đường trên chứ không phải là khu vực đường giữa của đơn vị. On vị tướng cuối cùng được Rogue Warrior tước đi, và để xem quyết định đưa ra đến từ Phantom Phoenix lúc này sẽ là gì. Tôi đang ưu tiên lựa chọn Kennen và Gangplank hơn chút xíu so với Archok khu vực đường trên. Kennen và Gangplank đều là những vị tướng có khả năng đi đường với Rayton khá là tốt. Còn nếu như lựa chọn Archok thì nó vẫn là một kẻ đó hơi dưới một chút xíu, và đôi khi cái áp lực đến từ Lilia giai đoạn ban đầu cùng với Rayton nó có thể sẽ khiến cho Dundee khiến cho Nuguri gặp một chút khó khăn cùng đứng trên. Và quyết định đưa ra đến từ Phantom Phoenix là Gangplank cho Nuguri. Rogue Warrior sẽ đến với hai lựa chọn cuối cùng, một dành cho Frost và một dành cho Michi. Saya cũng đang là một trong số những xạ thủ manh nha trở lại với cung phong linh, và cái cung phong linh đôi khi nó sẽ tạo một cái góc để sử dụng cái kỹ năng E. Cái thu lông của Saya nó khó chịu một chút xíu, nhưng xét riêng về khả năng đi đường thì tôi không chắc là Saya có đủ khả năng đi đường với lại Kai'Sa cộng với Leona không. Nó sẽ hơi khó về cái lượng CC chồng vào nó quá nhiều đi. Nó bắt buộc phải kêu gọi một Alista gần như thi đấu 24/24 ngay thời điểm mà Leona được kề cận với lại con Kai'Sa bên kia. Cho nên đây sẽ một cặp trận đấu mà lại trên khu vực đường dưới sẽ có nhiều cái để xem lắm. Còn trong đó Philip Phoenix, nếu như họ quyết định lấy con Lulu hoặc là lấy con Kaman thì họ đã có quyết định rất rõ ràng luôn, đó là họ đang muốn cho bộ đôi Talia với lại Kai'Sa sẽ bộ đôi carry chính ở trong ván thi đấu này, và Kama sẽ hỗ trợ khu vực đường giữa hoặc là Lulu sẽ hỗ trợ khu vực đường giữa, Leona cũng xuống khu vực đường dưới. Nhưng nó sẽ hơi quá đầu tư nếu như mà bạn quyết định lấy một Lulu hay là Kama, như vậy là đầu tư quá. Bởi vì nếu như một con Talia mà đi rừng không thành công hoặc là một con Kai'Sa khu vực đường dưới bị focus khá nhiều và nằm xuống hai lần thì sẽ rất khó để bạn có thể gồng gánh được, cho nên bắt buộc phải chuyển sang một con tướng khác khả năng đẩy tốt hơn, và đó là một Ryze. Ryze được sử dụng ở khu đường giữa trong tay của Dolby, và đối đầu với anh ta sẽ là Akali trong tay của Forge. Tôi nghĩ rằng lựa chọn Saya đến từ bên phía của Rogue Warrior nó cũng là có ý đồ. Dù sao thì Alista cũng là một hỗ trợ mang thiên hướng băng vào và mở khá là nhiều. Vì vậy họ cần một xạ thủ có khả năng tự bảo kê bản thân mình một chút xíu. Những Ezreal hay là Jin bây giờ nó đều không phải là những mẫu tướng có đủ khả năng làm điều đó. Mà Saya mới chiêu cuối đôi khi sẽ giúp cho anh chàng Michi này có đủ khả năng để tự bảo kê bản thân mình trong những tình huống mà đồng đội của anh ta băng thẳng vào. Quay trở lại với Donby, ở tại mùa giải trước thì anh ta thường xuyên hướng đến những vị tướng khu vực đứng giữa mà thì hướng hỗ trợ đồng đội nhiều, như là Kama, Galio, như là Lulu, Galio nữa. Nhưng đến với mùa giải này thì tôi cảm giác như anh ta đang khá là tự tin. Trong đội hình của họ vừa có thêm một carry khá là chất lượng, đó là Nuguri khu vực cánh trên, nhưng họ vẫn không sử dụng một vị tướng support khu vực đứng giữa nữa, mà thay vào đó là sử dụng một pháp sư kiểm soát với khả năng đẩy và khả năng gây sát thương cũng khá ấn tượng, đó là Ryze. Thì cho thấy rằng bên phía Phantom mùa này đang muốn đánh một đội hình mà ba mũi nhọn, tức là họ muốn đánh sát thương ở cả ba khu vực đường, và thậm chí rừng của họ trong ván thi đấu này là Talia cũng là một vị tướng có rất nhiều sát thương. Đúng là như vậy, họ đang thiên hướng theo trong những pha giao tranh lớn nhiều hơn là so với là việc đó là tăng khả năng đi đường của họ. Bởi vì con Ryze khu vực đường giữa thì không cần nói tới rồi, khả năng đi đường thì đôi khi bạn chỉ cần đẩy thôi. Chứ nếu như bạn dính một cái E và dính một cái combo nhẹ nhẹ đến từ con Akali thì cũng rất là dễ để có thể đi đường. Tại vì nên nhớ con Ryze đồng phải dạng động khá mỏng, găng lăng hùn trên tự thủ, cho nên tạm thời đội hình này của Phoenix Phoenix chúng ta rất thấy cách rất rõ ràng về chiến thuật của họ. Họ muốn đánh đuổi với bản đồ từ thời điểm con Ryze di chuyển xuống khu vực đường dưới để đánh một cách mạnh và nhanh nhất có thể. Còn trong đó găng lăng khu vực trên, tôi nghĩ là với kỹ năng cá nhân của Nuri, anh ta biết cần phải xử lý như thế nào với kèo này. Một con rỉa tông thường á sẽ có một cái câu chuyện là một con rỉa tông sẽ cố gắng làm sao làm tất cả gì có thể để cấu rỉa, nhưng đang có một cái vấn đề xảy ra, đó chính là con Lilia không có CC, tức có nghĩa là bạn chỉ dựa đúng vào một pha đúp đến từ một con rỉa tông thì rất khó để có được một pha băng trụ thành công hay là những pha cấu rỉa. Cho nên đây là một con găng lăng quyền năng bất diệt, cộng thêm cái VTBC nuốt vào thì khả năng có thể băng trụ khu vực trên cũng như là đặt một áp lực cực lớn để cho cánh còn lại được giãn ra, và Phoenix Phoenix sẽ hạn chế đánh cánh dưới là vô cùng khó cho các thành viên của Rogue Warrior. Nếu như Phantom Phoenix hướng xuống cánh dưới trong ván thi đấu này thì mọi chuyện tôi nghĩ rằng nó sẽ khá là dễ dàng, với một bộ đôi có khả năng đi đường tốt hơn, đó là Kai'Sa cộng với Leona, cộng với đó là đường giữa liên tục đẩy và cầm dịch chuyển, cộng thêm đường trên của bạn ở cấp độ 6, bạn có thể dùng chiêu cuối để hỗ trợ thêm cho những pha băng trụ khu vực đường dưới để lấy những cái điểm hỗ trợ dành cho Gangplank khu vực cánh trên. Nó là một chiến thuật mà bên phía Phantom Phoenix hoàn toàn có thể làm trong ván thi đấu này, và nếu như làm thành công thì cái
cái tác động của nó đến ván thi đấu sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Còn đối với Rogue Warrior, hiện tại tôi không tìm ra được khu vực đường nào họ có được nhiều lợi thế lắm về mặt chất tướng. Khu vực đường trên thì Zip trong khoảng thời gian ban đầu, nếu như muốn đẩy lính sau Gangplank thì anh ta có lẽ sẽ phải bán đi tương đối nhiều lượng máu của mình. Vòng rừng đến từ Chen cũng đang khá là dễ hiểu, anh ta sẽ ăn từ trên xuống và hỗ trợ cho bộ đôi đường dưới trong việc đẩy mạnh nhất cái lợi thế có thể cho Kai'Sa của Eric. Đúng là như vậy, với bộ đôi Leona và Kai'Sa, đặc biệt là cái lượng CC có được từ Leona, được việc bạn có thể áp chế cũng như là gây khó khăn cho một con Sayah vẫn chưa có được chiêu cuối là một câu chuyện vô cùng dễ dàng dành cho vị tướng nữ này. Còn trong đó khu vực đường giữa, đôi NB có lẽ như cái kèo Rai gặp Akali anh ta cũng gặp nhiều rồi, không chỉ riêng về những trận đấu chuyên nghiệp mà ở trong đó xếp hạng đơn đôi thì chắc chắn là tâm gặp rất nhiều, cho nên ta biết mình cần phải xử lý kèo như thế này. Lợi thế lớn nhất của Rai vẫn là câu chuyện cũ, đó là cái sải tay dài của nó, cho nên rất khó cho được một Akali có thể tiếp cận được hoặc là gây một cái gì đó khó khăn cho Rai khu vực đường, chỉ trừ trường hợp là Rai hết năng lượng mà thôi. Tôi nghĩ rằng vấn đề về mặt năng lượng đối với Ryan nó cũng không phải là quá khó khăn đối với đơn vị khi anh ta khởi đầu bằng một cái giọt nước mắt tự thân và sẽ có thể về nhà dịch chuyển trở lại nếu như cần thiết ở một cái lượng năng lượng nó không đầy đủ cho lắm dành cho Ryan. Và cái áp lực đến từ Ryan trong việc đẩy đường khu vực đường giữa vẫn sẽ giúp ích rất nhiều cho Fnatic Phoenix ở giai đoạn ban đầu. Cho cái đó khu vực đường trên, đợt lính lớn đến từ Zip được đẩy vào, nhưng với cái tư thế hiện tại của anh chàng Haro, tôi tin rằng việc tấn công lên khu vực đường trên đối với các thành viên bên phía của Rogue Warrior nó sẽ là tương đối khó khăn và sẽ không có đủ cơ sở để băng trụ sớm hay tấn công sớm vào Gangplank của Nuguri. Dịch chuyển được dùng khá sớm đến từ Don B xuống khu vực đường dưới và đang quyết định băng trụ. Chris đang nhắm thẳng vào người của Michi, dịch chuyển ngay lập tức có pha thanh tẩy được bỏ ra từ Michi. Chris vẫn đang ôm sát thương từ trụ, anh ta thiên định kiếm, sau đó anh ta nằm xuống nhưng vẫn có mạng và dành cho Edis đang phải bỏ chạy. À, xin lỗi, không phải là Edis mà chính là Thiên. Thiên vẫn giữ được mạng của mình, anh ta có được mạng được chiến công đầu nữa, đó là một pha trao đổi mà có lẽ như là Thiên vẫn sẽ chấp nhận được. Nhưng vấn đề nằm vào Rock Warrior, họ quá lời đi, họ có tới hai mạng lượng trốn và băng trụ đấy đến từ Fnatic Phoenix. Có một điểm thành công dành cho Fnatic Phoenix là họ đổi một dịch chuyển lấy hai dịch chuyển. Cú dịch chuyển đến từ Zip đã bắt buộc phải được dùng ở thời điểm khá sớm đối với một Raiden để đảm bảo rằng bộ đôi đường dưới của họ sẽ gỡ lại được một vài thứ gì đó. Có một cái thành công khác dành cho Fnatic Phoenix đó chính là việc mà Sayah của Michi, anh ta mất rất nhiều lính sau tình huống nằm xuống vừa rồi. Anh ta là người trực tiếp nằm xuống ở một đợt lính rất lớn mà bên phía Fnatic Phoenix đẩy vào. Chung quy lại về tiền, rõ ràng Rogue Warrior đang là những người lời hơn sau một tình huống họ khai thác nhiều mạng hạ gục hơn. À, với việc đầu tư cả hai phép hỗ trợ dịch chuyển đến từ hai đường đơn xuống khu vực đường dưới. Và đó là một tình huống tấn công mà tôi nghĩ rằng bên phía Fnatic Phoenix đã hơi vội. Cụ thể pha đánh trên chưa vào kịp góc để có thể tung ra bộ kỹ năng đến từ Talia. Và thành ra pha băng vào đến từ Chris là hơi sớm. Và cấp độ 2 thì cái khả năng chống chịu đến từ Leona nó cũng chưa được tối ưu khi mà bạn chưa có được kỹ năng W để gia tăng thêm khả năng chống chịu dưới trụ. Pha mà Reheal xử lý Alistar cũng khá là chuẩn chỉ nữa. Còn trong cái đó khu vực đường trên nó pha vừa rồi dịch chuyển của Zip, thật ra mà nói đúng anh ta không có được cái lợi thế về mặt chỉ số lính khi mà trước đó anh ta mất được dịch chuyển về, xong khi đó đối phương thì có thể áp lính vào bên trong trụ, nhưng không có lợi thế cực kỳ lớn mà Zip có được, đó là cái màn hạ gục. Sau khi có được cái màn hạ gục đó, Zip sẽ rất thoải mái khu vực đường trên với ngưỡng trang bị của mình. Nhưng ta hãy nhìn ở thời điểm này, nó cũng đi thật mà nó đánh nhau không sợ Zip, tức là những pha cấu rễ thì ta không hề lo sợ nha. Anh ta có được cái nội tại, anh ta có được những tình huống gọi và người kết hợp thêm nó quyền năng bất diệt và thêm cái thủy kiếm nữa, cho nên nếu như con pha cấu rễ Zip chưa chắc gì mình là người có được lợi thế 100% khi đánh nhau với Noguri khu vực trên. Một tình huống băng trụ sớm đến từ bên phía của Fnatic Phoenix có vẻ như nó không được thành công như họ mong muốn, nhưng phần nào đó pha dịch chuyển đến từ Zip đang để lại hậu quả. Một tình huống dịch chuyển khá sớm đến từ Raiden của anh ta và hậu quả để lại khu vực đường trên lúc này là những tình huống trao đổi chiến thức tay đôi với Nuguri. Anh ta đang có phần thua thiệt hơn. Mặc dù anh ta là người có được một mạng hạ gục sau tình huống dịch chuyển đó, nhưng cái giá phải trả cho những tình huống dịch chuyển sớm như vậy đến từ một con Raiden nó cũng sẽ có đợt lính khá cao đến từ Zip, và với đợt lính như thế này thì anh ta sẽ mất rất nhiều lính đây. Chắc là chỉ đứng từ xa hết XP thôi, chứ giờ nếu như dứt lên quá cao ăn một thùng thì tỷ lệ mà anh ta phải về nhà để hồi phục là khá cao. Cái mấu chốt lớn nhất là cái việc mà cái thời điểm về lên trang bị nắm được bao nhiêu tiền. Cái pha vừa rồi khi mà Zip trở về lên trang bị là thời điểm đó anh ta đang có 14 chỉ số lính và cộng thêm nữa là cái lượng tiền nữa, nó lượng tiền đó là 300 đồng giữa vì có được mạng hạ gục nữa. Thì Zip thời điểm đó về anh ta chỉ cung cấp cho mình đó là một cái áo choàng và một cái đôi giày mà thôi. Đang muốn bắt Nuguri ở thời điểm này, như Nuguri để xem nào, Nuguri vẫn còn đó chiêu cuối, anh ta sẵn sàng cho một pha sử dụng chiêu cuối của mình, quay trở lại gõ ngay lập tức vào người của Haro, tóc biến bỏ chỉ đi để xem là phát đánh, cần hai phát đánh nữa Haro mới dứt điểm được Nuguri. Hạt lăng lóc trúng hay không? Không trúng, nó trúng vào trụ rồi. Và đó vẫn là 2-1 cho Rogue Warrior, họ chưa thể nào có thể tăng lên 3-1 được. Một tiếng trả sát thương lại khá là ấn tượng đến từ Nuguri khiến cho Haro thực ra cũng đã khá là thấp máu rồi. Nếu anh ta tốc tiến vào mà không dứt điểm được Nuguri, nhiều khi ăn một hit từ trụ là anh ta sẽ nằm. Vì thế quyết định đưa ra đến từ Haro là thi đấu cách an toàn, đứng từ xa bằng một tình huống thả hạt lăng lóc để cầu may. Rất tiếc đó là tình huống mà Nuguri đã rút lui được và chỉ là dừng lại ở việc khai thác phép một chỗ khu vực đường trên của đối phương mà thôi.
cái giá phải trả cho việc xuất hiện tại khu vực trên của Haro sẽ là một con rồng nguyên tố đầu tiên của ván thi đấu thuộc về Tian. Nó sẽ là một con rồng nước dành cho bên phía của Phantom Phoenix. Trong đó Rihil chỉ có thể di chuyển ra đây và gặp được những con bắn mà tụi anh ta cũng biết là hiện tại bên trong khu vực hang động đã có chuyện gì xảy ra. Còn Noguri, đây vẫn là lợi thế lính dành cho anh chàng, đây vẫn là cái thế lính mà có lẽ như Noguri biết mình cần phải làm gì. Vậy là một thế lính vô cùng cân bằng, 6 con lính đều với nhau cả. Một cái pha đánh nhau vừa rồi thật ra mà nói, nếu như bạn không lấy được mạng hạ gục của đối phương, ít nhất bạn sẽ khiến cho lượng chỉ số farm của đối phương sẽ bị hạn chế đi. Nhưng bởi vì cái thời điểm đó về mặt trang bị cũng như là tất cả những cái gì sở hữu của một con rễ tông, nó chỉ đơn giản là khả năng chống chịu, nó bị hạn chế mặt sát thương, khiến cho cả Haro cũng như là Zip đều phải chia sẻ nhau không chỉ mặt kinh nghiệm mà còn là một tí xíu mặt lính nữa. Và cái việc đánh nhau như thế nó lại càng khiến cho cái lượng chỉ số lính từ Noguri vẫn đang là người nhỉnh hơn tí xíu so với lại Zip ở phía bên kia. Ở meta này thì Gangplank có lẽ sẽ hướng đến một cái lưỡi hái linh hồn trước, không còn là những món trang bị thần thoại được hướng đến từ đầu giống như những vị tướng khác. Kiểu như Gangplank trước đây lúc mà tam hợp kiếm thay đổi thì thường sẽ hướng đến búa dìu sát thần hoặc là tam hợp ở món trang bị đầu tiên. Nhưng ở phiên bản này thì Gangplank sẽ hướng đến chí mạng nhiều hơn với một cái lưỡi hái linh hồn, và món trang bị thứ hai thường là sẽ một cái nỏ tử thủ kết hợp cùng với món trang bị thứ ba sẽ là cái vô cực kiếm. Trước đó bạn đã có đủ cái lượng chí mạng để tối ưu hóa cái độ tải của vô cực kiếm. Lớn lên đầu này cho phép Gangplank gây được rất nhiều sát thương nhưng mà bù lại thì bạn sẽ khá là mỏng. Nhưng trong khoảng thời gian này khi mà Zip một con cá sấu đang thọt như thế này về mặt chỉ số lính thì kèo đấu khu vực đường trên vẫn được Noguri kiểm soát khá là tốt. Những pha trao đổi chiêu thức từ nãy đến giờ tôi thấy rằng Noguri hoàn toàn là người thắng thế khu vực đường trên. Haro có khúc rung rừng thẳm nhưng quan trọng không thể bắt được hay không. Đây đó là một kỹ năng E. Tiếp theo là giữ thiên lại, thiên tốc biến phía bên kia tường Fox đang muốn dí theo nhưng hơi khó tí xíu. Anh ta đã bắt buộc sử dụng kỹ năng E của mình và thiên đang bị dính quá nhiều combo mạng dành cho ai, dành cho Haro. Và 3-1 kiểu Rogue Warrior. Một tình huống di chuyển khá là chủ động đến từ bên phía của Rogue Warrior. Họ di chuyển bộ đôi đường dưới của mình lên khu vực cánh trên để có thể kiểm soát sứ giả. Và vô tình trong một tình huống đứng lộ tầm nhìn đến từ trên thì anh ta lại người bị nhắm đến bởi rất nhiều chiêu thức và hiệu khống chế đến từ đối phương. Cụ thể đó là hai cú chung cuối đến từ Haro và Frost đã được đầu tư để lấy cái mạng hạ gục vừa rồi và họ chắc chắn sẽ có được con sứ giả. Nhưng cũng sẽ có những cái giá phải trả. Cho tình huống di chuyển vừa rồi thì bộ đôi đứng dưới bên phía của Rogue Warrior đã để ra một khoảng trống khá lớn dành cho LMX trong việc farm và tấn công một trụ một khu vực đứng dưới của họ. Bù lại thì Michi sẽ được farm cùng cánh trên nhưng người thọt lúc này sẽ tiếp tục lại là Zip. Anh ta di chuyển xuống khu vực đứng dưới thì không chắc là anh ta đón lính được một mình đâu nha, cần phải có Alista đến. Thật ra pha đánh này nó đang đúng là Rogue Warrior họ là người có lợi, nhưng mà cái vấn đề kinh tế thật ra tôi vẫn đang căng cảm nhận như Rogue Warrior họ vẫn có một xíu gì đó bị thua thiệt, tức nghĩa là họ cần một cánh ít nhất là phải khỏe thật khỏe cái đã. Nhưng con rỉa tóc ở thời khoảng thời gian ban đầu đi đường không lại một con gan lăng, và chưa kể đến là món trang bị đầu của nó không phải là những món trang bị theo thiên hướng sát thương để có thể đè đường một cách tuyệt đối nhất có thể. Để nhìn rỉa tóc, đây là một con rỉa tóc chỉ mới có cái gì chống chịu mà thôi. Và con xe da lại phải vòng từ dưới vòng lên, nó khiến cho chỉ số farm đến từ cả hai mũi nhọn chính bên phía của Rogue Warrior ở thời điểm này đang thua thiệt hoàn toàn so với lại đối thủ thì sẽ rất khó đó ta. Rihil lập tức lao vào tấn công, Sugi thấy Zip lao vào đánh. Và mặc dù đúng với tỷ số 3-1 vẫn đang lợi thế cho Rogue Warrior, nhưng tôi vẫn cảm nhận như là cái việc 3-1 như này nó chia đều ra và vẫn chưa có một sự chênh lệch rõ ràng. Chắc là phải là có Haro với người đã có được cái mạng hạ gục vừa rồi, cũng như là khả năng từ nãy giờ đi rừng có lẽ chỗ ổn hơn rất nhiều so với lại thiên thì có thể đánh chủ được đôi quyết định là vòng xoáy không gian xuống khu vực đường dưới, thả sẽ giãn khi đứng ở khu vực đường trên, quay xuống đường dưới giùm em cái. Rồi đây là một pha mà có lẽ như chỉ đơn giản là đẩy về mà thôi, lấy được cái bất khuất đến từ con Alista nữa. Vẫn đang là 3-1 và Rogue Warrior kia này là họ đã có một cái đường sáng hơn, đang hỗ trợ toàn bộ lượng kinh tế cho một xe da. Tuy nhiên thì có một phần thua thiệt của Rogue Warrior trông thấy rõ, đó chính là kinh nghiệm của hai người chơi đứng trên. Trong khoảng thời gian vừa qua thì Noguri chịu sức ép, mất trụ, nhưng anh ta vẫn đón được toàn bộ các lượng kinh nghiệm đến từ những đợt lính của Rogue Warrior đẩy vào. Có khu vực đứng dưới nó thấy được Zip, anh ta mất rất nhiều lính mà thậm chí là anh ta không hít được kinh nghiệm của nó, chứ đừng nói đến việc là anh ta lại hít nó ở dưới trụ. Chênh lệch lính giữa hai người chơi đứng trên vẫn đang còn, chênh lệch lính giữa hai xạ thủ cũng đang hiện hữu, và cái đó đường giữa thì Donby cũng đang có được cái lượng chỉ số lính nhỉnh hơn hoàn toàn so với Frost bên phía bên kia. Và thành ra cho dù đó là chênh lệch trụ một toàn bản đồ so với trụ một không phải là toàn bản đồ của Phantom Phoenix, chênh lệch 3-1 về mặt hạ gục, nhưng tôi cảm giác lượng tiền này nó đang phản ánh đúng những gì mà tôi vừa phân tích, tức là lượng tiền hiện tại Phantom Phoenix vẫn đang là đội nhỉnh hơn, và quan trọng là những lượng tiền này nó dồn vào đúng người nha, nó dồn vào Noguri và nó dồn vào Eric. Đúng là như vậy. Còn trong cái đó bên phía của Rogue Warrior ở thời điểm hiện tại thì họ đang bị chia qua ra quá nhiều, tức nghĩa là họ không đầu tư hết cho một con xe da, họ cũng không đầu tư hết cho con rỉa tông. Rỉa tông khu vực đường trên như tôi nói trước đó, hãy nhìn cái lượng trang bị của anh chàng, đây không phải là lượng trang bị để giúp cho con rỉa tông có thể thắng được được bất cứ một ai ở trên bản đồ. Đây là một lượng trang bị theo thiên hướng là phòng thủ nhiều hơn so với lại tấn công.
nó sẽ khiến cho một vị tướng theo dạng cục xúc, một vị tướng theo dạng là lao lên đánh và thắng được hoàn toàn 100%. Bây giờ đang là một con cá sấu vô cùng yếu ớt, có thể bị xách đi bất cứ lúc nào và làm thành một thương hiệu thời trang chẳng hạn. Đây sẽ là một câu chuyện rất dài cho tiếp nếu như mà anh chàng này vẫn muốn dự định là một con rể không gánh tìm được. Còn Michi thì hơi khó, tầm này hơi khó nhìn đến Michi khi mà chúng ta nhìn vào những gì đang thể hiện được, đặc biệt đó chính là bây giờ tìm đường để có thể farm nó cũng sẽ là một câu chuyện cực kỳ dài luôn. Bởi vì Zip lúc nào cũng vậy, Zip sẽ di chuyển cánh trên, Michi di chuyển cánh xuống dưới, rồi sau đó nó lại ngược lại. Cái vòng tuần hoàn nó cứ như thế thì rất khó, cần một pha giao tranh thắng tốc tính lên, nhưng lập tức bị ông Lai Thiên Đình kiếm giữ chân lại, đang bị hất tung lên. Phút tầm này đã bị mất đi kỹ năng, anh ta đã bị giữ dính cung cổ cửa, anh ta đã bị đẩy về, anh ta đang rất yếu máu, không bị nằm xuống trước những vác quy đến từ thiên. Nhưng chưa cuối đặt ra bằng tiếng ta lẽ với kỹ năng W của mình quá chuẩn xác đi, Thái Dương Hà Sang tung ra giữ chân được một thành viên, tất cả kỹ năng dồn vào mạng dành cho đơn vị. Còn Zip mở thần sợ hãi lên và ta lùi lại trong tình huống đấy, và bên lớp Modis đã gỡ ba đều ngay lập tức. Một tình huống tấn công nhanh đến từ bên phía của Rogue Warrior, nhưng thật tiếc là công cụ của họ để mở giao tranh nó quá là hạn chế đi. Công cụ mở giao tranh của Rogue Warrior trong pha vừa rồi nó chỉ có hai kỹ năng, và đã pha này thì Haro đang đẩy hơi cao, Don B có đủ lượng hiệu khống chế để khiến cho Haro gặp nguy hiểm khi đứng kế bên Don B đang là Chris. Dòng miếng tố đã có thuộc về bên phía của Fan Blood Phoenix, và phần màu đỏ của Rogue Warrior đang thuộc hoàn toàn quyền kiểm soát đến từ Fan Blood. Pha giao tranh khá nhanh diễn ra, được chuyển được dùng đến từ Force, nhưng anh ta dịch chuyển xuống khu đứng dưới thì cũng không đủ để với và các thành viên bên phía Phan Bất Phoenix, khi mà Don B đã dùng chiêu cuối phòng xoáy không gian để rút lui một cách khá là đơn giản. Khá khổ dành cho các thành viên của Rogue Warrior trong tầm này, để khi mà Zip vẫn là câu chuyện cũ, vẫn là Zip đang rất khó, còn trong đó con Gangplank vẫn đang rất yên ổn với lượng chỉ số mà nó đang sở hữu. Cái quan trọng như thế này, với lớp Phoenix vẫn đang giữ được khoảng cách khá tốt. Những người nằm xuống ở thời điểm này, ngoại trừ có pha sai lầm khu vực đường dưới ra thì chỉ đúng một mình Thiên mà thôi. Chúng ta xem là pha này Chris đánh quá hay, anh ta đoán được, anh ta biết chuyện gì đang chuẩn bị xảy ra, và ngay lập tức anh ta cản một cái pha combo lao vào. Và khi thiếu đi lượng xi của một con Alistar thì rất dễ dàng là phần lớn Phoenix họ giành được lợi thế lớn về mặt CC, về mặt gọi là không chế cứng. Thật đen cho Fox khi mà anh ta dùng tốc biến để né chiêu cuối Gangplank thì anh ta lại ăn ngay một tiêu chi kích đến từ Kai'Sa của anh chạy Aerobics, và thậm chí đó là mà hạ gục dành cho xạ thủ của Fan Blood Phoenix, nó mới là tệ. Một tình huống mở giao tranh tương đối khó khăn đối với các thành viên phía của Rogue Warrior. Trước đó lớp tiếu mà Haro quang hạt là lóc trượt, tôi thấy rằng cái khả năng mở giao tranh đến từ bên phía của Rogue nó đã bị giảm đi rất là đáng kể rồi. Và họ chỉ còn một công cụ duy nhất, đó chính là cái combo đến từ Reheal để giữ chân đối phương lại. Thì cái combo đó của Reheal đã bị đoán biết bởi Chris, và Chris xử lý khá là đơn giản bằng cách giữ chân Alistar lại. Sau đó là Gangplank của Nugri dịch chuyển xuống, và mọi chuyện nó đều khá là dễ dàng cho Fan Blood Phoenix trong tình huống 5v5. Mà Rogue Warrior đã mất đi con Akali của Force khá là sớm rồi. Ván thi đấu vẫn đang diễn ra với lợi thế đâu đó khoảng chừng hơn 1.000 tiền dành cho bên phía của Fan Blood Phoenix. Và tôi không nhìn thấy bất kỳ một điểm sáng nào của Rogue Warrior trong ván thi đấu này cả. Tôi không tìm ra một cá nhân nào đó có đủ cái độ xanh để có thể carry những người còn lại. Đúng là như vậy. Nói chung sáng là cũng sáng đấy, nhưng mà sáng là sáng sáng ảnh thờ, chứ rất là khó để cho họ có thể có được tìm cái điểm nào đó nó đủ sáng để có thể lật ngược được thế cần. Công bằng mà nói về cái lượng CC thôi, là tôi đã cảm nhận trên bên phía của Fan Blood Phoenix họ có quá nhiều công cụ để giúp tạo khoảng cách giữa một con Talia, giữa một con Kai'Sa so với lại một cái đội hình mà lao vào đến từ bên phía của Rogue Warrior. Chúng ta hãy nhìn bên phía của Rogue Warrior, họ dựa vào quá nhiều tố đi, họ dựa vào con Alistar bắt buộc với combo một phút và nghiền nát, rồi sau đó là họ cần phải dựa vào những thủ hạt la lóc hoặc là một pha bùng nổ từ Haro chẳng hạn, một pha quy nhiều người, sau đó bật khúc ru của mình lên, nó đòi hỏi quá nhiều tố. Trong khi đó vấn đề khoảng cách thì Fan Blood Phoenix lại làm điều đó một cách vô cùng hoàn hảo. Nó khiến cho đội hình này của Rogue bây giờ nếu như họ muốn mở một pha giao tranh để tìm được một cái lợi thế lớn hơn Oni thì sẽ là một câu chuyện vô cùng khó. Đang muốn Owen và Nuguri, nhưng Nuguri rất tự tin, anh ta đang quay trở lại đánh đội Fox, và có lẽ những cái sát chiêu hoàn hảo nó sẽ giúp cho Fox bỏ về chứ không phải là quay trở lại đánh Nuguri. Một tình huống mà Fox tôi nghĩ là anh ta đã chủ động đổi chiêu cuối của Akali, lấy chiêu cuối của Gangplank để cho những cái đồng đội của mình khu vực đường trên lấy đi con sứ giả thứ hai của ván thi đấu này một cách nó an toàn hơn một chút xíu. Với sứ giả thì để xem bên phía của Rogue Warrior sẽ xử lý như thế nào. Aerobic chụp cuối vào luôn, như cuối luôn, anh ta rất tự tin trong pha xử lý này của mình. Anh ta vẫn đang khiến Zip mất rất nhiều máu, phải bật thần cá sấu lên, nhưng có thể bị giữ chân lại không? Đây đang bị hất tung lên, đang bị dính khá nhiều kỹ năng, quay ra làm kỹ năng quý nhất cuối cùng phải nằm xuống, và đó là bài học dành cho Thiên, vẫn là Zip mà thôi. Một tình huống thi đấu khá là bất ngờ đến từ Aerobics khi anh ta quyết định sử dụng chiêu cuối vào đến từ Kai'Sa. Tôi nhìn thì lượng sát thương đến từ Kai'Sa trong pha vừa rồi chắc chắn đã là không đủ, nhưng Fan Blood Phoenix thì có quá nhiều công cụ để truy đuổi, và quyết định đưa ra đến từ Aerobics là lấy máu tối đa vị trí của Zip, tạo tiền đề cho Don B đang tóc biến ma thuật muốn hất tung đội bị, nhưng đội bị rất tỉnh trong tình huống xử lý vừa rồi. Anh ta biết là ai đó muốn chạy tới và cầm sừng đó là con Alistar, nhưng mà cuối cùng thì anh ta vẫn lùi lại một cách rất nhanh.
ta cảm nhận được thì phải. Tôi không biết là cái máy quét nó có gọi là bị thấy hay không, tại vì đó giờ tôi cũng không sử dụng máy quét nhiều lắm. Không, nhưng mà pha máy quét là cảm thì nhận chỉ có những là giác quan thứ 6 nó khiến cho anh chàng này đã cảm nhận một điều gì đó nó không ổn, và em tức anh ta đã tạo ra một khoảng cách vừa đủ để tránh một trường hợp đó là nghiền nát cái thảo cho bổn. Một tình huống thi đấu tỉnh táo đến từ đơn vị giúp cho anh ta ít nhất là giữ cái trụ một khu đứng giữa tồn tại thêm khoảng gian nữa, xong cú húc đến từ sứ giả. Chúng ta sẽ làm một tình huống mà Eldritch lấy máu tối đa vị trí của Zip để tạo tiền đề cho cái phòng xoáy không gian cộng với cái chiêu cuối mà đất dậy sóng của Talia tiếp cận, và đó cũng là một tình huống giữ vị trí khá là hay đến từ Chen, gần như Zip không đụng được người của anh ta. Và đơn giản đó là Maha Gục dành cho các thành viên bên phía của FunPlus Phoenix, 4-3 về Maha Gục. Khoảng cách về tiền hay nói cách khác là quả cầu tuyết đang được hình thành và nó bắt đầu lăn rồi. Có sứ giả đến từ bên phía Rogue Warrior không ăn được trụ một khu đứng giữa, đồng nghĩa với việc trụ một đứng giữa của FunPlus Phoenix vẫn cung cấp cho họ một lượng tầm nhìn đủ lớn để họ có thể tiến ra con rồng tiếp theo một cách hoàn toàn dễ dàng và thoáng hơn rất nhiều so với Rogue Warrior. Hiện tại đã là hai rồng nguyên tố cho FunPlus Phoenix rồi, và tôi cảm giác như Rogue Warrior muốn bỏ con rồng nguyên tố thứ ba thì cũng được thôi, nhưng đây có thể sẽ là cơ hội để họ có thể lật lại ván đấu, và tôi không chắc là với nhiêu đầy đồ của Saya thì họ đã tự tin đánh hay chưa. Cái cánh cửa nó có thể mở ra được một cái không gian chiến thắng dành cho thằng Rogue Warrior thời điểm này ở đang dần dần hẹp lại, ta sẽ nói dần dần hẹp lại. Tại vì bây giờ bạn đơn cử một ai ra để có thể đánh nhau với lại Nuri trong thời điểm này, khi một con cam lan đã hoàn thành xung luyện hai cấp độ nhỉnh hơn xem bạn, và chưa kể đến đánh bốn bốn Rogue Warrior cũng không đủ tự tin để họ có thể đánh lại được. Cho nên bây giờ nếu như giao tranh mà muốn tìm được thể ưu dịch chuyển này hơi trễ, quá trễ, hơi trễ dành cho Zip, và Zip tới anh ta phá được cái thùng thuốc súng để xem nào đây anh ta làm cái gì nữa không. Anh ta họ không có cách mở, họ không có bất kỳ một công cụ nào hiệu quả để mở cả. Và quay trở lại đánh luôn, đó là LWS với lại Chris đánh ở bên phía cánh phải mặt đất dậy sóng để xem giữ chân ai được, sẽ giữ chân được Zip và cũng như là hỗ trợ Riho đẩy ra, sau đó là anh ta nằm xuống chặt tóc tiến lên hất tung rất nhiều người, anh ta tạo highlight và còn khá nhiều TikTok, nhưng rất đáng tiếc là thực tế nó khác hoàn toàn khi đồng đội tới không kịp. Và 5-3 cho Phoenix, quá đơn giản và dễ dàng để còn trong đó Zip đang lựa đúng cái bộ skin của Riho Tông, anh ta thi đấu như một món đồ chơi và đó không hề có bất cứ một tác dụng gì quá nhiều trong cái bán thi đấu này cả. Càng ngày càng bị bóp nghẹt, Rogue Warrior đang thực sự khó để có thể phản ứng lại những pha di chuyển đến từ FunPlus Phoenix. Và bây giờ thì đó là tình huống tạt cánh đến từ Chen, áp lực là rất lớn, và để xem Rogue Warrior có giữ được trụ hay không đây. Lao lên tấn công sáu tóc biến lên, có lượng CC nhất định, và ngay lập tức tung chiêu cuối mình ra và chất điểm đối phương không phải khác chính là LWS. Và anh ta đang tìm những mục tiêu còn lại, anh ta đang bắn cực kỳ hay trong tình huống này. Haro đang tới và anh ta sẽ làm được gì đi, anh ta sử dụng đến cái này, anh ta sử dụng kỹ năng nguyên không trúng cái gì cả. Remy phát hiện và anh ta lùi lại một tí xíu, đang chờ những người đồng đội của mình tới để hỗ trợ. Chris đang khá yếu máu, nhưng ta đủ tự tin với những gì mà đang có. Nuri chặn đầu không cho Fox lùi về và vẫn đang đánh nhau ở đây. Remy mất đi cái đồng hồ của mình, kỹ năng nguyên liên tục được tung ra đến từ thiên. Remy sẽ nằm xuống mạng giờ xa già, còn trong đó Nuri solo kill chiến thắng trước một Fox ở phía bên kia. Tôi không hiểu kịch bản xảy ra như thế nào, nhưng Nuri đã có một tình huống solo kill với Frost. Nó đúng nghĩa là solo kill khi mà không có ai bên phía của FunPlus Phoenix can thiệp vào cái màn hàng đó cả. Một sai lầm đưa ra đến từ bên phía của Rogue Warrior cho vị trí của Frost. Họ chỉ gỡ được một màn hàng cũng đến từ Don B mà thôi. Chung quy lại thì pha đó vẫn lời cho bên phía của FunPlus Phoenix. Họ vừa có rồng, họ vừa có rất nhiều những màn hàng cùng ngược lại. Và thế trận thì ngày càng khó khăn hơn dành cho bên phía của Rogue Warrior khi họ không tìm được những công cụ mở một cách hiệu quả trước một đội hình có khả năng giữ vị trí quá tốt đến từ FunPlus. Và những tình huống chiêu cuối từ nãy đến giờ đến từ Chen, nó cũng cực kỳ khó chịu với những tình huống chia cắt đội hình bên phía của Rogue Warrior ra để giao tranh nhỏ lẻ. Và đây là ván thi đấu mà tất cả các bên phía FunPlus đều đang thể hiện khá tốt. Chúng ta xem lại một tình huống sự chiêu cuối để khép góc trước đến từ Don B. Anh ta không phải là người vào, mà người vào là Eric và Chris. Sau đó là một tình huống mặt đất dậy sóng cực kỳ hợp lý đến từ Chen, khiến cho đội hình bên phía của Rogue Warrior bị chia cắt hoàn toàn. Rihil cố gắng dãy dụa nhưng bản thân anh ta chỉ là một Alistar, đồng đội của anh ta không đến kịp. Kéo theo đó là một tình huống tấn công và khu vực đứng giữa cũng khá là hiệu quả với lợi thế về người. FunPlus Phoenix hoàn toàn có đủ cái thế chủ động để có thể tiến vào khu vực trụ một khu vực đứng giữa. Và chúng ta xem lại tình huống solo diễn ra thì thậm chí là không có thùng đến từ Nuguri được nối thành công. Anh ta chỉ dùng thùng để lấy nội tại mà thôi. Frost bị bắt lẻ khu vực đứng trên. Sát chiêu hoàn hảo lần hai dùng để rút lui được. Fox đang có những pha xử lý mà những người đồng đội của anh ta phải thốt lên là what the fuck, chuyện gì đang xảy ra với Fox vậy? Và từ nãy giờ anh ta đều đang là quả tạ, anh ta chỉ chắc là chỉ thua mỗi Zip mà thôi, anh ta chắc là chỉ thua mỗi Zip mà thôi. Cái kèo này lẻ là trên 3 cấp độ rồi Nuguri. Lại chuyện này hơi khó chạy, chiêu cuối chặn đầu làm sao bỏ chạy đây. Hi Hi đang phải lùi lại và Ha Ha cũng tương tự nó phải, còn Rehill thì có lẽ như sẽ phải bỏ mạng ở đây rồi. Và 8-4 tiếp tục dành cho các thành viên của FunPlus Phoenix mà thôi. Emperor ở ngay thời điểm phút thứ 21, đây thực sự là một cái định khá là mạo hiểm đấy từ bên phía của FunPlus. Đối phương vẫn còn tới 4 người nhưng họ không phải là không có những cơ sở để làm điều này. Akali của Frost không còn chiêu cuối nữa. Bây giờ thì Rogue Warrior sẽ phải vịn vào ba chiêu cuối để ngăn cản Baron, nhưng tốc độ ăn Baron là quá nhanh với Talia và Kai'Sa. Họ đã đón quá lẹ đi, họ sẽ giải quyết những người còn lại như thế nào đây? Michi vẫn đang ui thùng thuốc súng,
tóc biến lên đến từ Chien. Quá đầu Michi sẽ làm gì đây? Thiên đang phải lùi lại tí xíu. Nugri tóc biến lên. Quát quy của mình và người đối phương zip thì bốc hơi rất lẹ. Michi sẽ thành lẩu hay chăng đây? Anh ta đang phải lùi lại, lùi lại. Có thể sẽ thành lẩu bằng chuyện nếu như mà không lùi lại. Chưa cuối là vào. Tung chưa cuối vào. Bắn Edith cần ngay mà không cần tới năng lượng của mình. Lufok đang phải lùi ra xíu. Reheal thì chạy ra hỗ trợ nhưng không kịp rồi. Sẽ có triple kill hay chăng đây khi không có bất khuất trên người của Reheal. Và đúng là như vậy. Triple kill dành cho Elderbeast. Màn trình diện kỹ năng cá nhân vô cùng ấn tượng đến từ FunBlood Phoenix. Nếu như không muốn nói là họ đang hủy diệt hoàn toàn Rogue Warrior trong ván thi đấu này. Những pha nối thùng đến từ Nuguri, những tình huống giao tranh cực kỳ mãn nhãn đến từ các thành viên bên phía của FunBlood Phoenix trong ván thi đấu đầu tiên trước các thành viên bên phía của Rogue Warrior đang mang lại một chênh lệch khủng khiếp. Ở phút thứ 22, họ có chênh lệch gần 10.000 tiền trước các thành viên bên phía của Rogue Warrior. Và tôi nghĩ ván đấu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tất cả các thành viên bên phía của FunBlood Phoenix đều đang có một cái độ xanh xao nhất định của mình. Nhìn lại bên phía bên kia, tôi không tìm ra bất kỳ một thành viên nào. Giống như tôi đã nói, không có bất kỳ thành viên nào của Rogue Warrior đủ xanh để gồng gánh những đồng đội của mình cả. Quá khổ, quá khổ. Còn trong đó zip cực kỳ đơn độc luôn. Nhưng mà như đã nói ngay từ đầu được cái việc lên Jack Owen có người bị bắt nữa kìa. Hãy quay màn hình xuống, hãy click vào màn hình ở dưới để xem. Ôi, lại là Haro mà thôi. Còn ở khu vực này thì có lẽ như không cần nói tới Edipis. Mặc dù năng lượng của ta không nhiều, những cái nội tại cũng như lượng trang bị ở thời điểm này của một con Kai'Sa đã quá vượt trội hơn so với lại những thành viên còn lại rồi. 14-4 mà có lẽ như chờ được thể end được cái qua game này mà thôi. Vỡ trận thật sự rồi. Không còn quá nhiều hy vọng dành cho Rogue Warrior trong ván thi đấu này nữa. Sẽ là những tình huống đẩy với Blood Baron đến từ bên phía của FunBlood Phoenix để khai thác thêm những công trình và hướng đến một tình huống kết thúc ván đấu. Linh hồn rồng đất cũng sẽ có. Chiêu cuối và bắn lấy lại máu trước. Lên chơi nữa, bắn thẳng vào người của Michi. Michi mém nằm xuống. Michi mém còn xuống trong tình huống vừa rồi. Chiêu cuối của Gang Blanc còn không, chiêu cuối Gang Blanc còn. Nhưng Nuguri quyết định là để có thể khô máu được với một tóc biển lên luôn. Zip hơi cay trong pha này, nhưng Zip chơi lại không, Zip lùi ra. Zip rất cay, cay hơn cả cơm chó. Nhưng mà có lẽ như anh ta không thể nào có thể lao lên với cái lượng cấp độ thua thiệt hơn rất nhiều. Sau lại một con găng làm bên kia tóc biến lên. Có lẽ như Rihil cũng đã bắt đầu tấu hài rồi. Và những người đồng đội của ta cũng sẽ tương tự như vậy. Chàng đôi MP sẽ nằm xuống nhưng Edipis vẫn còn đó. Anh ta đang tìm một góc để thể bắt được. Anh ta đúng bắt một người của Fox. Fox thì sử dụng sát chim ngảo sau đó bị bắn chết. Và tôi thấy có rất nhiều thứ có thể giúp cho Edipis tiếp tục quay trở lại tấn công. Nuri khu vực trên mới solo kill thắng được con cá sấu rồi. Đó là một tình huống mà Chen cũng can thiệp xuống khu vực đường dưới một chút xíu khiến cho Zip không chịu nổi, không còn thằng cá sấu nữa. Và nhìn vào Gangplank tầm 24 phút xách ra 3 đồ chí mạng trong đó có vô cực kiếm. Thì các bạn cũng có thể cảm nhận được lượng sát thương đến từ Gangplank lúc này với những cái thùng thuốc súng nó chuẩn xác. Nó sẽ là lượng sát thương nhiều đến như thế nào cùng một con Gangplank. Tôi nghĩ sẽ là một màn dạo chơi của FunBlood Phoenix trước khi kết thúc ván đấu này mà thôi. Chênh lệch đã là quá nhiều giữa hai đội tuyển. Cụ thể lúc này đã là hơn 12.000 tiền. Một chênh lệch mà thực sự khó để bên phía Rogue Warrior có thể hy vọng vào một bàn thắng ở trong ván thi đấu đầu tiên này. Bóp nghẹt, có là những gì có thể nói dành cho cái lối chơi của Nuri ở trong cái ván thi đấu đầu tiên này. Anh ta bóp nghẹt đối thủ thật sự. Nhưng mà chắc là vẫn sẽ có vấn đề trang bị thôi, bởi vì cái thủy kiếm nó quá rẻ đi. Tức là cả hai bên đều ngang về mặt tiền, với cái thủy kiếm thì nó lại rẻ. Nó giúp cho Quang từ từ lại một lần nữa. Haro ăn đầy đủ trọn bộ gạch đá từ quê nhà và ta nằm xuống rất lẹ mà thôi. Đủ tiền xây chứ không phải là biệt thự mà là ngôi mộ cho chính anh ta trong pha xử lý vừa rồi. 17 năm và bên lớp Phoenix. Bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian để giải quyết cái ván thi đấu đầu tiên này thôi. Không cần Baron, tôi nghĩ rằng không cần đến của lại Baron tiếp theo của ván thi đấu để có thể kết thúc. Khi mà chênh lệch đã là quá nhiều về tiền. Sự áp đảo về mặt trang bị đến từ FunBlood Phoenix lúc này. Ui, Edipis lại lao lên đánh ép cho Michi. Phải sử dụng tung ra toàn bộ như thể bị dính kia cuối tái chết. Và sau đó thì Rigil phải bật bất quốc sơn vì dính CC đến từ cái thái dương hạ sang. Phốc không bị hất tung bởi cái quăng địa chấn. Và Thiên đang lùi lại một góc 18 năm. Và có lẽ như xong rồi. Tôi nghĩ rằng Rogue Warrior nên cân nhắc về những cái lựa chọn của mình ở trong ván thiếu thứ hai đi là vừa. Khi ván thiếu đầu tiên nó đã hoàn toàn vô vọng. Nhưng mà chúng ta cảm nhận như là bên phía của FunBlood Phoenix cắm chọn hay hơn, đúng không nào? Khi mà gắt lắc đường trên tự thủ trước một con rỉa tông và một con Lia quá đơn giản đi. Đường giữa là một con Rai đại thoải mái, một con Akali. Còn cái việc mà đánh nửa dưới chúng ta đã suy nghĩ ngay từ đầu rồi. Một Zip không thể nào snowball ở khu vực đường trên thì đồng nghĩa việc là họ thua là câu chuyện bình thường mà thôi. Đồng ý là pha tấn công xuống khu vực đường dưới sớm đến từ bên phía của FunBlood Phoenix ở cấp độ 3 nó không được như họ tính toán. Tuy nhiên thì cái hậu quả để lại trong tình huống dịch chuyển cả hai đường đơn xuống khu vực đường dưới sớm đến từ bên phía của Rogue Warrior đã hiện rõ rồi. Đó là khi trở lại khu vực đường trên, Renekton của Zip cho dù đã có được một mà hạ gục, anh ta vẫn không chịu nổi nhiều con gang bay bên phía bên kia. Cái mốc chốt vẫn là trang bị, tức là cả 700 đồng nhưng nó một sự khác biệt rất là lớn. Đó là 700 đồng của một cái thủy kiếm, một trong những món trang bị hiện tại đang khá là lỗi về giá cũng như là cái mức độ hiệu quả của nó. Và so với lại một cáo choàng cũng như là một đôi giày thì chắc chắn là Nuguri là người nhỉnh hơn mặt sát thương rất là nhiều rồi.
Còn đường giữa và đường dưới thì không cần nói tới cái lối đánh nữa, dưới bản đồ đến từ DNB, đến từ cả thiên, cũng như là bộ đôi xạ thủ của rồi Adams và Chris là đánh quá tốt đi, khả năng phán đoán tình huống cực kỳ tuyệt vời, cũng như là macro để không thể nào chê vào đâu được. Một ván thi đấu dẫn trước với một cái tư thế khá là áp đảo, và tôi hy vọng rằng Rogue Warrior sẽ không bị vấn đề gì mặt tâm lý sau ván thi đấu mà bị hủy diệt hoàn toàn bởi Phantom Phoenix, và chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi trong giây lát trước khi trở lại với những diễn biến của ván thi đấu thứ hai.